Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 10 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, sau những ngày tạm dừng thi công do thời tiết không thuận lợi, tuyến đường nhựa nóng dẫn vào phòng khám Cha Tường yêu thương cho không thì các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã chính thức khởi công trở lại. Việc này không chỉ mang lại niềm vui cho đội ngũ các thầy thuốc, nhân viên và bệnh nhân mà còn là sự mong đợi của người dân sống xung quanh khu vực và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đồng hành ủng hộ cho phòng khám trong suốt thời gian qua. Lý do tạm ngừng thi công những ngày qua, thời tiết xấu đã khiến cho việc thi công đường nhựa gặp khó khăn. Để đảm bảo chất lượng công trình, việc tạm dừng thi công là rất cần thiết. Đội ngũ thi công đã chờ đợi cho thời tiết được cải thiện nhằm tránh tình trạng bong tróc nhựa đường khi đưa vào sử dụng. Ý nghĩa của tuyến đường nhựa nóng không chỉ là lối đi vào phòng khám Cha Tường yêu thương cho không được thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, mà còn là biểu tượng của sự phát triển và kết nối cộng đồng. Đường đi được cải thiện sẽ giúp cho việc di chuyển của bệnh nhân, người dân và các thầy thuốc, nhân viên y tế trở nên dễ dàng hơn. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để phòng khám Cha Tường yêu thương cho không các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí phục vụ tốt cho những người cần chăm sóc sức khỏe. Sự hỗ trợ của cộng đồng, sự hiện diện của tuyến đường này cũng là thể hiện lòng hảo tâm trong và ngoài nước của nhiều cá nhân tổ chức đã ủng hộ phòng khám trong suốt thời gian qua, từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đến những người dân sinh sống xung quanh khu vực. Tất cả đều có chung mong muốn mang lại một môi trường y tế tốt hơn cho cộng đồng. Kỳ vọng từ dự án, với việc thi công trở lại, hy vọng rằng tuyến đường sẽ hoàn thành sớm, phục vụ nhu cầu cho người dân và bệnh nhân. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không thì các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến dịch vụ y tế chất lượng, đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng. Chúng ta hãy cùng chờ đón những bước tiến mới từ dự án này, hướng tới một tương lai sáng lạng hơn cho sức khỏe và cuộc sống của mỗi người. Xin trân trọng. Dạ, hôm nay phòng khám rất là vui mừng, hân hoan khi thông báo tới tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị là đơn vị thi công hôm nay có nắng rất là tốt và quyết định tiếp tục đổ nhựa đường và hoàn thiện cái con đường này. Đây là một cái niềm vui rất là lớn, tụi con rất là vui mừng khi mà cái công trình này sớm đưa vào sử dụng cho bệnh nhân và người dân địa phương ở đây có một cái con đường tráng nhựa sạch sẽ và thuận tiện để cho việc đi lại, đặc biệt là những bệnh nhân mà đi lại khó khăn, ví dụ như các cô bác ngồi xe lăn hoặc là những bệnh nhân ở xa tới cũng có thể dễ dàng di chuyển. Thì theo chương trình là ngày Chủ nhật vừa rồi là đơn vị thi công sẽ tiến hành làm đường, bởi vì ngày hôm đó không có bệnh nhân, nhưng mà các cô bác mà bên đơn vị thi công á tới đây cũng đã đốt nhựa đường rồi, nhưng mà do trời mưa cho nên là hoãn lại cái chương trình đó, chờ cái ngày nắng tốt để mà tiến hành rải nhựa đường cho nó mau khô. Thì hôm nay đơn vị thi công đã tiến hành làm đường, cho nên con cũng thông báo với tất cả mọi người để mình vui mừng, mình chờ đợi cái ngày hôm nay cũng đã đến. Và bên cạnh đó thì con cũng có làm cái bản tri ân những cô bác, các cô bác mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và quý ân nhân đã giúp đỡ để tụi con có cơ hội làm cái tuyến đường này, cũng như là con hy vọng đây là một cái kỷ niệm đẹp đối với tất cả mọi người, cùng với cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, cùng với quý bệnh nhân ở tại phòng khám nơi này. Thì cho nên con rất là vui mừng, con cũng xin thông báo cùng với tất cả mọi người là như vậy. Cái con đường này là do tâm huyết của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường. Trước đây cha cũng đã từng hỗ trợ cái kinh phí tiền để san lấp mặt bằng và đổ đá trên con đường này rồi.
và chờ lúng cho tới ngày hôm nay đã có cơ hội để tiếp tục hoàn thiện nó. Thì cái tâm nguyện của cha tụi con rất là thấu hiểu, và việc mà đồng hành cùng với cha để trên con đường yêu thương cho không, cũng như là tiến hành làm con đường này, là một cái mơ ước, thật sự là một cái mơ ước rất là lớn của tất cả quý thầy thuốc ở đây. Con không biết là diễn tả cái lời nào để nói lên cái niềm vui của mình ngày hôm nay hết á. Cho nên là khi mà được nhìn thấy con đường mà được cái đội đơn vị thi công thực hiện trên cái con đường mà cha đã từng mong muốn làm mà cha chưa kịp làm hoàn thiện, mà hôm nay vẫn tiếp tục làm như vậy, thật sự là chúng con trước tiên là chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con có được cái niềm tin, hy vọng, và con cảm ơn cha đã phù hộ cho phòng khám cũng như là cho quý bệnh nhân có được con đường ngày hôm nay. Con rất là vui mừng. Một lần nữa con xin được thay mặt phòng khám cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm, quý ân nhân đã tin tưởng và ủng hộ giúp đỡ cho phòng khám để thực hiện cái con đường tráng nhựa ngày hôm nay. Con xin chúc sức khỏe tới tất cả mọi người và chúc sự bình an cũng như là hạnh phúc tới tất cả các cô bác đã đồng hành cùng với phòng khám trong thời gian vừa qua. Con chân xin chân thành biết ơn ạ. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dựng rồi công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn cho bao người,
với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thủ oan, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không.
mình làm hiên lên trong thánh điện, linh mục người dân bước trong niềm tin, người ra đi để quy tụ thành đoàn chiên của Cha trên trời. Xin cho người tình mến không bao giờ im tắt, xin cho người nghèo khó trong trái tim thành quan tuyệt vời, xin cho người phản chiếu những tin thành của Chúa. Jesus.
chọn Giêsu, yêu là sống, côi cùng Giêsu, sống để yêu, cho mãi xôn xao những niềm vui giữa cuộc đời. Cho trái tim yêu biết yêu hơn, cho trái tim vui sẽ vui hơn, tôi chọn Giêsu. Cho trái tim xanh mãi thêm xanh, cho trái tim tươi mãi thêm tươi, tôi chọn Giêsu. Cho trái tim xanh mãi thêm xanh, cho trái tim tươi mãi thêm tươi, tôi chọn Giêsu. Cho trái tim yêu biết yêu hơn, cho trái tim vui sẽ vui hơn, tôi chọn Giêsu. Thank you.
con ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha. Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn, thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.